Chào các bạn, quay trở lại với kênh của mình. Sau cái clip hướng dẫn của mình về quy trình thay băng, thì mình có chú ý đến quy trình thay băng thông thường cũng như là quy trình thay băng của vết mổ bỏ bỏng. Đấy thì tuy nhiên là mình lại được gặp rất nhiều các câu hỏi liên quan đến thay băng ở từng các cái vị trí khác nhau, từng cái loại vết thương, vết mổ khác nhau. Thành ra hôm nay mình sẽ làm cái clip mới này để hướng dẫn các bạn về một số những cái thay băng mà mình hay được hỏi, cũng như là những cái mà điển hình và rất là quan trọng. Thì cái thay băng hôm nay mình quyết định làm luôn, đó chính là cái thay băng của cái vết mổ áp xe. Thì bởi vì cái vết mổ áp xe thì cái xử lý ban đầu của bác sĩ thì đơn giản là chích thôi. Đấy, tạo một cái đường cho mổ ra. Đấy, còn thành ra là cái quá trình thay băng hàng ngày mới lại là cái quá trình quyết định chính để giúp cho cái ổ áp xe nó được liền bình thường. Thì với một cái ổ áp xe thì trước hết bạn hiểu áp xe là gì. Áp xe tức là một cái tình trạng nhiễm trùng đấy, của phần mềm, mà sau khi bạn bị thì bạn sẽ thấy biểu hiện là gì, sưng, nóng, đỏ, đau. Tức là cái vùng da đấy sưng lên, nóng và đỏ. Đấy. Toàn thân có thể bạn sẽ thấy sốt nhẹ hoặc sốt cao. Có những trường hợp mà để lâu hoặc là để nặng thì có thể sốt cao. Đấy. Nó biến chứng đi. Đấy. Thì khi mà bạn đi khám thì thường các bạn sẽ được chỉ định một số cái như là siêu âm phần mềm này, tập phân tích máu, tế bào máu này, thì sẽ thấy có bạch cầu máu tăng cao này, rồi là siêu âm thì có hình ảnh. Đối với trường hợp mà chưa tạo thành ổ mủ hoặc là ổ áp xe đấy thì sẽ chỉ thấy thâm nhiễm phần mềm. Đấy, bạn sẽ đọc kết luận là thâm nhiễm phần mềm. Còn với trường hợp nó đã hóa mủ, tức là liên quan đến cái vi khuẩn mà gây ra, là nó cái vi khuẩn sinh mổ, hoặc là các bạn đến với giai đoạn hóa mủ thường là khoảng 5 đến 7 ngày, sau 5 đến 7 ngày đấy, thì nó sinh mổ. Thì khi nó sinh mổ thì chúng ta nó sẽ tạo thành một cái ổ chứa mủ, đấy chính là gọi là áp xe. Đấy. Và cái áp xe này các bạn cần phải phân biệt với các loại u thông thường. Với u thông thường, ví dụ như là cái u dưới da thì có u bã đậu, u mỡ. Đấy, thì chúng ta sẽ có thể giải quyết, thì các bác sẽ chỉ định thêm là cái chọc tế bào để khẳng định xem cái bản chất của cái u đấy là gì. Và khi giải cái khối đấy thì nó sẽ không có biểu hiện là đau nhức cấp tính, không nóng đỏ. Và cái khái niệm gọi là sưng ấy thì nó không đúng. Đấy, mà nó sẽ là một cái khối lớn dần lên theo năm tháng. Có những người để cái u bã đậu năm, có những người thì vài tháng. Đấy, và nó to dần lên. Còn bản chất của cái nhiễm trùng và áp xe thì nó diễn ra rất là cấp tính. Đấy, thì nó chỉ khoảng trong vòng khoảng 1-2 tuần. Đấy là tùy theo cái mức độ cảm nhận với mức độ đau như là đánh giá của người bệnh thì người ta mới đến. Đấy, có những người thì bị nhưng mà mình không để ý, rồi là không đau lắm, ngưỡng đau tốt thì mình sẽ phát hiện muộn. Thì với cái khối của áp xe thì nó làm cái ổ mổ. Và cái quá trình sinh mổ nó không phải là cái quá trình mà mình chích một phát là hết luôn. Đấy. Bởi vì khi mà mình đến can thiệp y tế thì khi đó mình mới bắt đầu được sử dụng kháng sinh. Mà sử dụng kháng sinh không phải là nó sẽ có tác dụng ngay được, mà nó sẽ phải mất 5 đến 7 ngày. Đấy, thành ra cái quá trình mà mình khi mà mình bác sĩ chích áp xe thì sẽ tạo ra một cái đường rạch vào trong ổ áp xe để dẫn lưu cái phần mổ chính, cái phần mổ đã tạo ra từ trước đó. Đấy, thành ra là cái quá trình sinh mổ nó chưa kết thúc thì những ngày sau mổ lại tiếp tục xuất hiện. Không phải là do bác sĩ chích còn sót, mà là cái quá trình sinh mổ nó chưa kết thúc. Nó sẽ kết thúc khi bạn dùng kháng sinh đủ mạnh, đúng cái loại
và tiêu diệt được cái loại vi khuẩn đó. Đấy. Thì nó sẽ không sinh mủ nữa. Bản chất của cái mủ nó chính là cái sản phẩm của vi khuẩn sinh mủ, hoặc là các cái vi khuẩn, xác của vi khuẩn của bạch cầu chết. Thành ra là nhiều bạn thắc mắc là tại sao tôi đi chích cái u, thực ra không phải u mà là áp xe, thì lại bác sĩ không khâu. Nguyên nhân là như thế, bởi vì cái quá trình sinh mổ nó chưa kết thúc. Nếu chúng ta khâu lại thì cái mổ mới sinh ra đấy nó sẽ lại ứ lại và nó lại tạo thành một cái ổ mới. Thành ra là với áp xe thì bác sĩ sẽ không chích, và đây là cái tâm lý của rất nhiều người thắc mắc như thế, là tại sao tôi đi xử lý về vết thương tương đối dài rộng bác sĩ không khâu. Thậm chí là nhiều người ra trạm y tế hoặc là đến thay băng ở các bạn điều dưỡng không chuyên, thì các bạn cũng cũng lại tư vấn cho bệnh nhân là tôi không hiểu tại sao bác sĩ chích cho anh lại không khâu lại. Đấy, thành ra là chính nhân viên y tế mà lại tư vấn như thế thì càng làm bạn hoang mang, bạn thắc mắc. Có nhiều bạn thắc mắc là tôi chích ở thành phố, bác sĩ ở thành phố thì bảo là phải để hở, về nông thôn về trạm y tế thay băng lại bảo là của anh tại sao lại không khâu nhỉ. Thành ra là hôm nay mình sẽ làm cái clip như này để hướng dẫn các bạn với tình trạng áp xe, tức là một cái khối sưng nóng đỏ đau cấp tính diễn ra trong vòng vài ngày để cho đến 1-2 tuần, thì khi đến bác sĩ sẽ chích rộng ra, dẫn lưu cái mổ ấy đi và không khâu lại. Nhiệm vụ của bạn là uống kháng sinh đấy, để cho kháng sinh sẽ tiêu diệt cái vi khuẩn sinh mủ đấy, và thứ hai nữa là sẽ thay băng hàng ngày. Khi thay băng một cái vết thương mà không chích như thế thì đối với áp xe 1-2 ngày đầu thì bác sĩ sẽ chỉ định là sẽ đặt một cái nhét mét đấy, một cái gạc ở trong cái lòng của áp xe. Đấy, mục đích của cái gạc đấy là để nó tạm thời nó choáng chỗ của cái khối áp xe mà mình lấy đi, thì nó giúp cầm máu cái ổ áp xe mà mình vừa chích. Thứ hai nữa là để những ngày sau thay băng mình khi mình rút ra thì nó tạo một cái đường ra và mình sẽ nặn hết những cái mủ mà nó mới sinh ra, cũng như những cái mủ mà chích nó còn sót chưa hết. Đấy. Thì cái việc mà đặt cái mét cái gạc đấy thì là sẽ là khoảng 1 đến 3 ngày đầu. Và tất nhiên là nếu mà có điều kiện mà cái người thay băng mà đánh giá tốt, ví dụ như là ngày thứ hai mình thay băng, mình nhìn rút mét ra mình nặn đã không có gì thì mình có thể kết thúc sớm, mình chỉ cần đặt 1 ngày thôi. Nhưng nếu mà ngày thứ hai mình thay băng mình rút ra nó vẫn hơi chảy máu, vẫn có ổ mủ ra theo nhiều, thì ta lại tiếp tục nhét một cái gạc tầm betadine vào cái ổ đấy tiếp. Tất nhiên là khi làm như thế thì động tác đấy nó sẽ hơi đau một chút. Tuy nhiên là để mà tốt cho cái vết chích áp xe như thế mình cần phải như thế. Và thông thường là như mình nói là sẽ khoảng 3 ngày đầu mình nhét được thế thôi. Còn lại là những ngày sau là mình sẽ chỉ nặn dịch và mình đặt gạc phía ngoài. Về quy trình thay băng đối với lại ổ áp xe thì mình có thể sử dụng trong những ngày đầu mình sẽ khi còn mổ mình sẽ sử dụng oxy già để giúp cho cái oxy già nó sủi, nó lấy hết được những cái mổ máu, những cái dị vật trong ổ áp xe để giúp cho ổ xe anh sạch hơn, nhưng mà sẽ chỉ trong vòng 1-2 ngày đầu thôi. Còn các ngày sau khi quá trình mà đầy ổ áp xe, quá trình liền nó đang diễn ra, chúng ta dùng oxy già thì sẽ lại không chỉ diệt vi khuẩn mà còn diệt luôn cả tế bào của chúng ta. Đấy, làm có chậm quá trình liền vết thương. Vì thế chúng ta sẽ chuyển sang dùng nước muối và dùng betadine. Và như mình nói thì áp xe quan trọng nhất là nó vẫn có cái quá trình sinh mổ nó vẫn diễn ra. Thành ra là cái việc mà các bạn nặn thật kỹ, động viên những người bệnh chịu đau để các bạn nặn hết qua cái miệng của ổ xe, tiếp tục nặn hết nó ra các cái dịch ra, thì
để giúp cái ổ áp xe cái vết thương nó nhanh liền hơn. Đấy là rất là quan trọng bởi vì ổ áp xe như thế. Đấy, thì thông thường chúng ta có thể gặp một số cái vị trí ổ áp xe, ví dụ như ở nách, ở bẹn, đấy, ở đùi, ở mông. Đấy, thành ra đây là những cái vị trí mà các bạn rất là khó tự thay băng được, cần có người khác hỗ trợ. Đấy, và tốt nhất là mình nên ra các cơ sở y tế và những người mà nắm được cái bệnh áp xe như này để thay băng. Đấy, kết hợp giữa việc thay băng tốt và việc dùng kháng sinh thì sẽ giúp chúng ta điều trị ổ áp xe cấp tính nó nhanh chóng, hiệu quả và triệt để, không bị cái tình trạng dai dẳng. Mình đã gặp một số trường hợp áp xe ở mông sâu, mủ thối thì nhiều trường hợp là phải 2-3 tháng mới hết. Thành ra là nhiều bạn bị như thế thì thấy tâm lý là khoảng 3-4 tuần mà chưa hết, nó sẽ rất là lo lắng và đi điều trị cứ hết nơi này đến nơi khác. Thành ra là bác sĩ không theo sát được, cũng như là mỗi nơi một kiểu thì đến lúc lại tự làm khổ mình. À, hy vọng thì mình chia sẻ nó cũng có thể là chưa đầy đủ. Các bạn nào mà cần tư vấn thêm thì có thể inbox Zalo theo số điện thoại của mình để ở dưới phần mô tả, thì các bạn inbox Zalo mình có hình ảnh và cũng như là cái diễn biến bệnh thì mình sẽ tư vấn thêm cho từng trường hợp của các bạn. Đấy, hy vọng thì clip sẽ hữu ích cho các bạn và chúc các bạn sẽ sớm giải quyết xong được các cái vấn đề liên quan đến các tình trạng vết thương vết mổ của mình. Xin chào.